Hey, chào các bạn, mình là Zuzun Zuzi và chào mừng các bạn đã đến với Nocturnals. Đây là một con game vừa mới ra mắt và nó được đánh giá rất là tích cực ở trên Steam. Ở trong cái game này là chúng ta sẽ bước vào một cái giai đoạn hậu tận thế. Hậu tận thế có nghĩa là con người đã trải qua một cái biến cố nào đó khiến cho rất là nhiều người phải chết. Thì cái game này nó thuộc cái thể loại là Choose Master, có nghĩa là mình sẽ đưa ra rất là nhiều những cái lựa chọn. Đây là những cái lựa chọn rất là quan trọng và nó sẽ ảnh hưởng tới cái kết của cái game. Mình đã test qua cái đoạn đầu của game rồi và thấy game khá là hay các bạn. Muốn chơi thử liền cho các bạn xem luôn. Ok, let's go. Những sự lựa chọn của bạn sẽ là mảnh ghép cho câu chuyện của Nocturnals. Hãy lựa chọn thật kỹ càng. Wow. Các bạn nhìn kìa, một đống xương người luôn. Vậy là mình đã đi qua rất là nhiều chỗ rồi. Chỗ nào mà không còn người sống á là mình sẽ gạch bỏ. Đây là nhân vật chính nè, Ted. Cái thằng này nó tên là Ted, giống như là một cái từ viết tắt của cái từ Teddy ấy các bạn. Con gấu bông. Cô đơn. Hành trình cô đơn của Ted. Nhìn chiếc máy bay gãy làm đôi luôn kìa. Lô có ai không? À không, chỉ là bộ xương thôi. Buồn ha, đi một mình buồn. Phải tìm bạn đồng hành. Rồi, hết xăng luôn. Thằng này nhìn kiểu còn khá là nhỏ. Thấy chắc là học sinh ấy. Cái mặt khá là non. Rồi, chắc là mình cần phải ghé chỗ này để tìm xăng rồi. Yep. Nocturnals. Hình như là dịch ra có nghĩa là động vật sống về đêm á các bạn. Không hiểu tại sao nó lại có cái tên như vậy nữa. Chắc là một cái ẩn ý nào đó. Có một cái bài hát có tên là Nocturnal luôn á. Của Saul. Hello. Các bạn có thể tìm ở trên YouTube nghe, khá là hay. Is anyone here? Nào có ai đây không? Tôi tìm nguyên liệu. Rồi, không ai trả lời luôn. Cái chỗ này nó nó đóng cửa hang cài luôn sao vô. Trong đó không biết là có người hay không, nhưng mà ví dụ như mà nó có người nó cũng không lên tiếng đâu các bạn. Tại vì bây giờ con người sống với nhau là cực kỳ là đề phòng. Ê ơi, có một cái lỗ chó nè, chui vô. Mình có cái súng. It's locked. Ôi, có người ở trong kìa. So they made of glass though. À, bây giờ mình có nên bắn bể cái cửa này không? Mình có súng nè. Nếu mà bắn thì phí quá. Phí đạn. Khoan, để đi xung quanh xem có cái đường nào để vô. Kéo này lên. Không được. Nhảy lên đây. Đây. Leo trên đây. Đấy, mở này ra. Chui vô, khỏi tốn đạn. Yeah. Cái đồ họa phải nói là hoạt hình luôn á. Ui. Hết hồn. Ui. À, cái này là cái hình. Cái đó là cái hình của cái ông đó. Tôi tưởng hồi nãy mình nhìn từ ngoài, mình nhìn vô mình tưởng là người. Đây là cái hình các bạn. Mẹ, hồi nãy tôi tưởng cha nội này là người nữa. Ok. Ui, ở đây có vết máu. Ui, có vết máu đi ra đây à. Không đi ra cái cửa này được. Vậy là từng có người sống ở đây. Gì đây? There was a kid here at one point. Ở đây là có mấy bức tranh của con nít nè. Có cái xẻng nè, lấy cái này được. Nope. Gì đây? These must be the guys who lived here. Đây chắc là mấy người sống ở đây. Có chuyện gì xảy ra với họ? Izzy và Cora. Hai đứa này yêu nhau à? Ồ, LGBT các bạn ơi. Ở đây có một cái cửa.
Okay. Rồi. Ok, cái cửa này có mật khẩu. Bốn số à. Cần phải đi tìm cái mật khẩu nè. Sau những chuyện xảy ra thì tôi đã đổi mật khẩu. Đổi mật khẩu hả? Access story, living room. Đây là cái hint của bốn số mật khẩu nè. I love monkeys. À đây nè. Các bạn nhìn nè, ở trên tầng nơi là nó có một cái số nè. Đầu tiên là access story là số 1. Vậy là 1. Access story và living room và dining room. Living room. Ô, living room này không có số à. Mất cái số rồi. À, 7. Vậy là 1, 7. Dining room 1, 7, 2. Bedroom 1, 7, 2, 9. Ok. 1, 7, 2, 9. Yes. Yes. Trong này cũng chả có ai luôn à. À đây. Finally. Cuối cùng tìm được xăng rồi nè các bạn. Đem ga đổ xăng. Stop. Ủa? Don't move. I don't. Không được di chuyển. Tôi okay, sẽ okay. Tôi không muốn bắn con nít. Nó hỏi mình là có ai đi chung với mình không? Mình nên nói dối hay là mình nên nói thiệt? Nói thiệt đi ha các bạn. No, no, I'm by myself. Không, tôi đi một mình thôi. Nào, không nên nói với người lạ như vậy chứ. Tôi chỉ cần lấy xăng thôi. I don't care about that. Tôi then what do you want from me? Không quan tâm. The keys. Cô muốn gì? Tôi muốn cái chìa khóa và cái xe. No. Wow, nó muốn lấy xe của no. mình các bạn. What's taking so long? Mia, nói chuyện với ai lâu quá vậy? Mình không có thời gian đâu. Mặt trời sắp xuống núi rồi. Bắn nó đi. No. We have time to do this peacefully. Không, chúng ta có thể giải quyết cái chuyện này trong bình yên. Tại sao lại cần xe của tôi? Vì đây là Nocturnals. Bây giờ nó muốn lấy cái chìa khóa xe của mình các bạn. Tại sao mình không đi cùng nhau? Ba đứa mình đi cùng nhau được mà. Sure, we can just sit on each other's laps and share all our food supplies. Và mình có thể chia sẻ thức ăn với nhau và trở thành một gia đình. Ok. Stupid, it's a two-seater. Đồ ngu, ở đó chỉ có hai chỗ ngồi thôi. He's a fucking kid. Tao đùa thôi đấy. I'm not a murderer. Đây chỉ là một đứa trẻ thôi và tôi không muốn là kẻ sát nhân. Má, nó vẫn... Má, tức là nó nói là cái xe chỉ có hai chỗ ngồi thôi và nó bắt buộc là nó phải cướp xe của mình. À, cái con nhỏ này nó có vẻ khá là độc địa các bạn ơi. Thôi bây giờ mình đưa chìa khóa cho nó đi. Mình có thể di chuyển bằng cách khác. Okay, okay. Nó có súng các bạn. Đưa cho nó đi. Mình bảo toàn mạng sống của mình trước. Quỷ da đen này nó hơi hung hăng nha. No. Đúng rồi. Chặn cái cửa lại. Open the door. Giờ sao? Chạy ra. Fuck. Oh my god. Lấy cái này. Just give me the keys. Nảy ra. Oh. Xoay cái cửa lên các bạn. Nhanh lên. Ui. Má. Nhanh quá các bạn, tôi chưa kịp xoay lên nữa. Lại nè. Open the door. Open the door, no. À, hai đứa bay. Just give me the keys. Dám tấn công một đứa trẻ như mình à. Home, cướp không được rồi muốn giết. Ác nhân chứ. Wait, I almost got it. Yes. Let's go. Chạy đi. There we go. Shit. Má, nó có súng trường sợ vậy. Oh, what the fuck? Just give me the fucking keys. Wow, cái con chua này. Nhỏ này khốn kiếp kia luôn vậy. Nhỏ kia nó còn hiền á. Chứ nhỏ da đen này hung dữ. Chạy.
lại vô cái lỗ. Ui, Moran, giờ sao? Đá nữa. Chết chưa? Shoot her hả? Mình có nên bắn không? Thôi mình chạy đi, khỏi bắn. Tha cho mày đó. Maggie, give me that. Ui má, nó giật cái súng luôn à. Nó muốn bắn mình luôn chứ. Ok. Má, mình đã tha cho nó rồi. Fuck. Ui má, không lên luôn. Nhanh. Má, xe yes. Đang hết xăng nữa chứ. Ui. Má, nhỏ đó. Chạy nhanh nào. Mong là nó bắn hụt. Hụt đi. Rồi chúng cái bắn rồi bởi. Bởi nó xe. Ôi chết, bị hương rồi bạn. Ôi xong rồi. Biết gì hồi nãy tôi bắn nó chết luôn. Rồi. Vẫn còn sống các bạn ơi. 39 mà không sao không sao. Té tố chứ. Mặt trời sắp xuống núi. Thôi chết, mất máu nhiều quá, bị choáng rồi. Hai đứa nó không đuổi theo mình à. Ồ, khá là may là nó bắn mình xong rồi nó nó không gượt theo các bạn. Ủa? Where am I? Ai cứu tôi đấy? Cậu còn sống à? Sorry about that. Uầy, anh ra này cứu mình bạn ơi. Nhưng mà còng tay mình lại à. Xin lỗi nhưng mà vì an toàn thôi. Kiểu cứu mình nhưng mà vẫn cảnh giác với mình. Cậu băng bó cho tớ. My stitching isn't the best. Vâng nhưng mà xin lỗi vì băng bó không có được tốt lắm. Không sao, cậu đã cứu tớ mà. Làm sao mà cậu khiêng tôi vô đây được vậy? So, did the doctor teach you how or something? Đây là những gì mà bác sĩ dạy cho cậu hả? Okay, tớ không nghĩ là bác sĩ nào ở đây còn sống đâu. How else do you know how to do that? There were two of them. They robbed. Bây giờ chỉ còn. As I was trying to drive off, one of them shot my tires out. Có hai người đã cướp xe của tôi. Hai người đã muốn cướp. Not your lucky day then. Và trong lúc chống cự thì tớ bị hương. At least I'm alive though. Má nó nói nhanh quá bạn à. Và nó không cho mình thời gian để dịch luôn. Cho nên là mình dịch có sai gì đó thì các bạn thông cảm nha. What's stopping you from using your left hand? Just don't try and kill me. That's all I ask. Ok, đừng có cố giết tôi là được rồi. Cảm ơn nha. Wow, anh gia này tốt quá các bạn. Tin tưởng mình. Diego. Yeah. Nice to meet you. Anh bạn này tên là Diego. Rất là hân hạnh được gặp cậu Ted. Do you know of any around here? With furniture cậu có valley biết up the picture? I don't think ai so. Xung quanh đây không? You're actually the first person I've seen in a while. Cậu là người đầu tiên mà tớ gặp đó. Can I ask, chat rồi. Why do you want to find other people? Bây giờ tớ có thể hỏi không? Tại sao cậu lại muốn đi tìm những người khác? Tại vì tớ không muốn cô đơn thôi. Well, đi mình nên buồn quá cho nên là muốn kiếm thêm It's bạn. It's not nice to be alone. I know what you mean. I get it. Tớ hiểu ý cậu. How nice it could be to talk to someone else, especially my own age. Tớ thật sự là xém nữa quên cách nói chuyện với một người luôn rồi đó. Lâu quá, sống một mình lâu quá. Ơ. Ui. Quái vật hả? Wow, có quái vật các bạn. Zombie hả? Đây là cái nơi gọi là nocturnal, là động vật sống về đêm. Hồi nãy các bạn nhớ hai con nhỏ đó nói là trời sắp tối rồi, cho nên là phải tranh thủ kiếm xe để đi. Vậy là có thể là ban đêm là sẽ có một cái sinh vật nào đó nó xuất hiện. Ghê vậy đó. I still don't know what I'm gonna do without it. All it was missing was a battery. Ok, bây giờ mình sẽ đi tìm xăng và sửa lại chiếc xe và có thể chạy rồi. Hold on, hold on. First let's make this a deal. If I show you where this car is,
Then you can drop me outside of Ruddleside, and we can go our separate ways. Deal? Your wound to heal properly. Vậy là mình cần phải chờ đợi cái vết thương của mình nó lành lại, sau đó mới mới đi tìm nhiên liệu để gửi đi chỗ này các bạn. Right, we need to sleep. Ok, bây giờ mình cần phải đi ngủ thôi. Good night, Ted. Chúc ngủ ngon, Ted. Ngủ ngon, Diego. Chờ đợi cái vết thương lành rồi muốn làm gì thì làm. Game này nhạc hay, chill. Ủa, nó vẽ thằng đó kìa bạn. Wow, tôi nghi quá. That is what I would say. Cắt tóc cho nhau đồ. Cái câu chuyện này chắc là nó có vẻ tốt hơn rồi đấy. Wow, khá là gay go đấy. Hai đứa này có vẻ gay go. Ba ngày sau. À, mình có bộ đồ mới luôn. Bây giờ mình sẽ đi tìm Diego. Diego đâu? Đây có một cái guitar này. Still haven't heard him play guitar yet. Mình chưa từng nghe cậu ấy đàn. Có guitar nhưng mà chưa nghe nó đàn bao giờ. Ở bức tranh này các bạn, mình vẽ nè. Vẽ đẹp phết nhỉ. Qua đây. Ok. Sẵn sàng chưa? I'm starting to think you died of your injuries. Hey, I've had. Tớ tưởng đâu là cậu sẽ chết với cái vết thương đó. Sitting around in a train carriage all day can be so tiring. We need to eat before we head out. Bây giờ chúng ta cần phải ăn một gì đó. We have no choice. Bây giờ mình có hai lựa chọn là sẽ một là nhóm lửa, hai là đi tìm đồ ăn. Mình nghĩ là mình đi tìm đồ ăn đi. I'll search the forest for food. Bây giờ tớ sẽ đi vô rừng tìm kiếm đồ ăn. Well, được không đó? Today, I'm gonna have to walk sooner or later. Được sống được. Mày có hương chậm. You know which berries are poisonous and which are safe, yeah? Yes. Cái thằng này nó cứ cười với mình vậy. See what I can find. Nó khoái mình hay gì? Ok, đi tìm đồ ăn nào. Ê, đằng đây có nấm nè. Ăn nấm luôn nhỉ? Don't really like mushrooms, but mình không thích Diego ăn nấm will. Lắm nhưng mà có thể là Diego sẽ thích. Đúng rồi. Trời đất ơi. Cái rừng nhưng mà nó không giống rừng lắm, nó kiểu ôi. Cái đồ nho. Má cái chanh đồ họa nó vẽ đơn giản thật sự luôn vậy. Đây nho nè. Nho tại sao lại mọc ở trong một cái lùm cây kỳ vậy? Đi tìm tiếp nào. Xem có thêm có động vật gì không ta? Có con gì để ăn không? Ăn chay hả? Ồ, gì đây? Cà rốt à. Rồi. Đủ đúng không? Bây giờ quay trở về thôi. Đúng chắc là ăn chay luôn các bạn. Ý, có con chim này. Một con chim tội nghiệp. Giống như là cái cánh của nó bị gãy. It'd actually be enough food for the pair of us. Oh my god. Mình mới vừa nói nó tội nghiệp nhưng mà bây giờ mình lại muốn bắn nó để mình lấy đồ ăn. Xin lỗi mày nhé nhưng mà mày bị gãy cánh rồi mày cũng không bay được đâu. Làm đồ ăn cho tao đi. Sorry. Không được nhân từ các bạn à. Có đồ ăn mặn rồi. Right, I think I'm done. I'm back. Okay. Tớ quay trở lại đây. A bird. Một con chim sao? Why are you making that face? It's food. Cái mặt của cậu là sao vậy? Đây là đồ ăn mà. Come on, let's see. Okay, ăn đi. Thằng này có vẻ hoảng sợ nhờ. Nó không ngờ là tôi giết một con chim để làm đồ ăn luôn à. Đánh lửa nè. Don't worry, I'll do it. Không lên lửa luôn. Okay. Giết được con chim nhưng mà không đánh lửa được. Ngon chưa? Thằng đó đã ăn bằng cái xiên của cái thằng đó là làm bằng cái dao.
Hình như cái thằng này nó không muốn ăn thịt chim á vậy. Các bạn thấy mình ăn mấy cục rồi nó vẫn cái cây của nó vẫn còn y nguyên không? Nó đâu ăn đâu. Rồi. Buổi tiệc kết thúc. To head out. Chuẩn bị đi chưa? Yeah. Yeah. I think so. Đi nào. Are you leaving all the stuff behind? Yeah. Cậu bỏ hết mấy cái đồ lại hả? Except my guitar, of course. Nó chỉ là đồ thôi. Bỏ hết cũng không sao, nhưng mà ngoại trừ cái guitar. Này, cậu chưa có chơi guitar cho tớ xem á. Come on. Never. Không có gì độc đáo đâu. Nào, tớ chưa từng nghe ai đàn cho tớ nghe trước đây. Thiệt á hả? Really? Sau khi mà mình rời khỏi chỗ này, tớ sẽ đàn cho cậu nghe. Come on, let's go. Bây giờ mình cần phải rời khỏi đây trước khi mà hoàng hôn. Đi thôi. So, where are we going then? Giờ mình đi đâu? High school. That's where the car is. Đi tới cái high school. Nơi cái xe đó. Ở đây còn gì để... Ui, cái xe mình kìa các bạn. Đây là cái xe mà mình bị ngã hồi nãy đúng không? Wow, banh xác rồi. Bây giờ cần phải đi theo thằng này để tìm một cái xe khác. Đi thôi. Má sao nhìn mày bịt mặt ghê vậy? Này, cắm này đi. Đèn pin. Wait. We're going down here. Chờ. Mình đi xuống đó thiệt á hả? Tunnels live. Trust me, it's the fastest way to school. Tin tớ đi, đây là cái đường nhanh nhất tới trường học rồi. Ổn thôi. Rồi bây giờ hãy bật đèn pin lên. Wait. Đi thôi. Hey, cái thằng này bịt mặt ghê quá vậy. I don't want you getting lost down here. Tớ sợ là mình sẽ bị lạc ở đây quá. Oh, don't worry about me. I think I know what I'm doing. Nào, đừng có lo tớ. Tớ biết mình cần phải làm gì. Không, tớ tin cậu mà. game đồ họa hại mà. Nhìn nó đi nè các bạn, kiểu dịch chuyển chứ không phải là đi. Hey, why don't we talk about something else? Like, tại sao chúng ta không nói về một cái gì đó? Như là tại sao cậu tìm được cái áo hoodie này? Nó khá là tuyệt á. Nó có thể mặc để giữ ấm. Bây giờ hai đứa này nó nói chuyện với nhau trên đường đi các bạn. Mình hiểu được cái gì thì mình dịch cái đó cho các bạn nhé. Chứ nhiều câu mình không hiểu lắm á. Wait. Sao cái đường ngộ nghĩnh nhờ? It's just up this ladder, come on. Ok, có một cái thang đây, lên. Đưa. Thôi xong, gãy cái thang rồi. Bây giờ sao? Oops. Okay, ok, chắc là mình cần phải đi một cái đường khác rồi. Surely there's gonna be something you can use. Yeah. Yeah, exactly. It's fine. There'll be. Ổn mà. There'll be something. Chắc là ở đây sẽ có một cái gì đó để mình đi rồi. Cái thằng này nó không leo tiếp luôn các bạn. Nó đứng ở đây nó chờ mình. Giờ để xem có một cái đường khác hay là một cái gì đó. Sorry. Ở đây nó có một cái tờ giấy gì nè. Xin lỗi Chuck, tôi quá là vội để về nhà và xem Rocket. Tôi để một cái dây ở phòng men. À, vậy là mình cần phải... vậy là có một cái dây ở cái phòng men nào đó. Mình cần đi tìm cái dây các bạn. Dây thần. Đi ngược lại. Có vẻ là mình chạy một xíu là mình mệt à. Phía bên đây. Bên đây còn một cái lối đi khác nữa vậy. Nên cái đường này nó trống vánh đó nhờ. Hy vọng là có cái phòng ở đây. Oh yeah, come on. Đây ơi, chui vô đây. Đây ơi, dây thừng nè. Đây có mấy cái dụng cụ nữa. Wow, có cái tiếng gì á. Có một cái con gì đó ở đây nữa bạn à. Mình nên quay trở lại với Diego. Mình có nên chạy không hay là đi từ từ nhỉ? Ui, ở đây nó có một cái chỗ gì máu không vậy? Ui, gì đây?
Có một người chết ở đây và có thể đây là cái tờ nốt của cái người đó. Đã một tháng trôi qua không có ánh mặt trời. Bầu trời luôn luôn tối đen và rất là lạnh. Tôi không thể tin là tôi sắp chết rồi. Tôi có rất là nhiều điều để cần phải làm. Đây đúng không? Bị ăn thịt à? Cái mình bắt... What? My god, oh my god, oh my god. Wait, wait, wait. Có gì ấy? Wait, mình nghe tiếng nhưng mà sao mình không thấy? Con gì à? What? 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 Ôi, quá giật thiệt các bạn. Bây giờ cái chiến thuật là như thế này, mình sẽ đi chậm chậm. Đó, thì nó hú lên thì mình mới chạy. Ồ, dưới này là mình chạy mình không bị cạn hết lực luôn à. Nào. Ơ, như là mình đang bị gượt thì mình không bị mệt luôn các bạn. Tôi nghe tiếng nó sắp tới gần. What? You found some rope. Đi lên. Quick, take it. There's one nào, down here. Lấy dây đi. They're nocturnal. Đó là okay, con nocturnal. Nhanh lên nào. À, vậy là cái con đó được gọi là nocturnal các bạn. Thôi chết, gớt cái guitar rồi. No, my guitar. Oh my god. Leave it, let's go. Thôi, kệ đi. Đi thôi. Bây giờ mình cần phải lấy cái guitar cho nó các bạn. Cái guitar này có vẻ khá là quan trọng với cái thằng này. Ted, cậu làm gì vậy? Mình cần phải giữ cái guitar cho nó. Có phải là một kỷ niệm của nó. Rồi đi thôi. Ồ, may quá kịp các bạn. Let's go. Tôi đã tạo được một cái ấn tượng tốt cho anh bạn Digo. Dạ, mình nghĩ là đây là cái sự lựa chọn đúng đắn. Ted, you saved my guitar. Trời má, cậu đã cứu cái guitar của tớ. Chắc chắn rồi. Đây là cái món đồ That's quan insane. Trọng với cậu mà. You shouldn't risk your life for something like that. Cậu điên rồi sao? Okay, what? Nó rất là rủi ro, tại sao lại làm grateful. Như vậy? Of course I am. Thank you. But that wasn't smart. Cảm ơn cậu nha. Mặc dù nó hơi ngu nhưng mà tớ khoái. Hey, come on, let's go. Đi thôi. Vậy là đã hiểu cái tên của cái game này đó các bạn. Nocturnal. Là con quái vật đó đó. Quái vật sống về đêm. Nó sống hey, ở mấy look. Cái chỗ mà tối tối á. Hey, is Rottleside near any craters? There's too many trees and the buildings here are too intact. I wonder why the military. Quá là nhiều mấy cái cây đây. They probably came through. Và có mấy cái xe quân đội nữa. But whatever they were trying to accomplish, they obviously didn't get very far. Ui, ở đây có một cái sân bóng đá nữa bạn. Vô đây chơi nè. Ồ, nó đi luôn các bạn ơi, nó không vô đây chơi. Trường học đâu? See? I told you I knew where I was going. Phía đằng trước à, cái trường học phía đằng trước à. Wait, cái game này lúc mới vô nó hơi bị lắc lác nhưng mà bây giờ nó mượt lại. Có một cái cặp kính của ai đây? Somebody's old pair of glasses. Có một ai đó đã làm rơi. Có muốn đeo thử không? Sure, why not? Sure, why not? Chơi luôn. Put them on. Sao kiểu mà giống như là không có chiếc xe nào đó trên đường. Đẹp á. Nhìn ra dáng tiểu mỹ thụ. They're probably không for reading. Dục luôn still rồi. Still suits you though. What's that smell? Cái mùi gì đấy? Có một cái xác chết ở đây, có vẻ còn khá là mới. Ta đoán đây là chủ nhân của cặp mắt kính đó đấy. Có vẻ thằng Digo này nó khá là sợ mấy cái mùi của xác chết và máu vậy. Nhưng mà phải nên quen với mấy cái này đi. Bây giờ tận hết trên nơi rồi. Ai cũng có khả năng là bị con Nocturnal đó giết. Leo vô từ nhà vệ sinh.
I'm always falling into places, I swear. Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra xem. Wow. Đó bắt đầu đi vô đây cái nó bắt đầu nó lát lại nữa. Nó hơi giật giật sao. Hồi nãy ở ngoài thì nó khá là ổn định nhưng mà sau vô tới đây nó cũng nó hơi lắc. Bây giờ tìm kiếm xe trong này hả? Hay là tìm kiếm nguyên liệu gì đó? Ơ? Trong đây có một cái phòng cái phòng giống như là cái tiệc á. À, phòng tiệc các bạn. Y chang như là đám cưới à? Queen. I don't understand. Tớ không hiểu nữa. What is this? Đây là gì đây? I thought school was supposed to be boring. Tớ nghĩ trường học là một cái nơi rất là chán. Release? Đây có vẻ là một cái something bữa like tiệc được tổ chức. Chắc vậy á. They always talked about it. Đây là cái prom. Đây chắc là cái buổi tiệc mà giống như là cuối năm á vậy. Ở bên nước ngoài á. Who raised you then? Mấy đứa này nó sinh ra trong cái thời kỳ là hậu tận thế cho nên là chắc là nó không có biết cái cảnh này. Vô đây à? Uầy, bên đây còn rộng phết, bên đây có cái tờ note gì không? Đây, thu thập mấy cái này. Ô, có cái gì này các bạn? Gửi xin. Tớ đã tìm ra cách để thay đổi cái ổ khóa để chúng ta có cái không gian riêng cùng nhau ở trong from. Đó là cái số bàn của tớ và cậu. Hetty à? Vậy là cái bàn. Cái số bàn của con Hetty là sẽ là cái mật khẩu à? Cửa này hả? Cái cửa này có mật khẩu nè. Cần phải tìm cái tên đó các bạn. Số đây, Hetty nè. Bàn số 5 à. 05. Hetty và Sin. Hetty là 05. Còn Sin là ở bàn nào nhỉ? Sin là ở bàn số mấy đây? Đây, Sin nè. Sin là bàn số 1. Vậy là 05 và 01 à. Nó có một cái chỗ ổ khóa nào mà mình đâu có tác động được. Thôi để đi qua đây xem. Adorable, isn't it? Có chiếc xe so đây little. Nè. Khá là nhỏ nhưng mà you're little. Hai đứa đi là đủ mà. We should leave in the morning when it's light. We don't want the tunnel coming after us. Chúng ta cần phải đi khi mà trời sáng. Our only problem now is this shutter door. Bây giờ cái vấn đề là cần điện. So while I work cần on phải that, tìm cách nào đó để mở cái cửa lên nhưng mà cần phải có điện mới mở được. Fine. Nó có một cái à ở đây nó có cái đầu xoay nè. They had one of these cái đầu xoay này nó gợi lại cho tôi một cái ký ức kinh khủng hồi nãy bị hai nhỏ kia dí. À đây nè, bây giờ nó mới hiện lên cho mình mở cái cửa này. Mật khẩu là 0105. Vậy là 0501. Yeah. Có á, cái nguồn điện đây ơi. Mở điện lên. Just as I expected. Nothing happens. Rồi. Không có chuyện xảy ra. À, cần phải đổ xăng vô, ở ngoài kia có một cái hùng xăng. Rồi, mọi thứ đã rõ ràng. Đi ra lấy đây nè, lấy xăng đổ vô rồi mở điện lên, mở được cái cửa. Đổ vô đây nè. Ấn nút. Yeah. What the hell? How did he do it? Được rồi nè. Tuyệt. Ê. Hai thằng này kiểu cứ cười cười xong rồi nhìn nhau á các bạn, đúng tình luôn. So. Yeah. What's the plan once we get out of this town? Kế hoạch của chúng ta sẽ như nào all khi mà rời khỏi thị trấn? Away from Riddleside as I can. Maybe somewhere warmer. Yeah. Có một nơi nào đó ở ngoài kia. My ears get really sore when it's cold. À, cái thằng này nó nói là có thể nào mà cái thế giới sẽ quay trở lại như trước hay không? Ý là quay trở lại cái thời mà con người còn sống đông đúc á các bạn. Tôi nghĩ là có thể đấy. Why not?
Tại sao lại không thể được? Khi mà cái con Nocturnal này nó chết đi, thì chúng ta có thể xây dựng lại thế giới như bình thường mà. Tớ chưa bao giờ giết một ai hết. Tớ rất là lo khi mà chúng ta ra khỏi cái chỗ này. Con người đang cố gắng giết lẫn nhau. À, nhớ cái chuyện mà mình xém bị hai con nhỏ kia nó giết không? Chắc là may là mình thoát được. Hai cái con nhỏ hổ phỉ. Have you ever killed anyone before? Cậu đã từng giết một ai đó trước chưa? Only people who were bad. Có đấy, nhưng mà toàn là giết mấy cái người xấu thôi. People who attacked my zoo were bad. Giống như là tôi đã giết hai cái người trong cái sở thú. That's bad. Wow. Khá là tệ khi lúc đó mình còn khá nhỏ. What would the world like it is? Giờ hai đứa này nó đang tâm sự về quá khứ của nhau. Chúng ta nên đi ngủ đi. Ừ, trễ rồi. What? Night, Diego. What? Good night, Ted. Good night, Ted. Mình nghĩ là cái chỗ này khá là rộng. Rất là nhiều chỗ để tụi nó có thể đi ngủ mà không hiểu sao tụi nó vẫn chọn ngủ chung với nhau. Dựa dẫm nhau mà ngủ. Má, để hở một khúc nó đi ngủ kìa bạn, ghê. Nó đi gom mất tiêu rồi nhờ. Cái đèn ở đây nó chớp nhá, tôi nghi quá. Ủa? À, đây ơi. Hey, đi vô fair. Đây đàn à. Tớ không nghĩ là nó lại làm đánh thức cậu. Tớ chưa bao giờ nghe cậu đàn guitar. Thanks. Nào, đàn cho tớ nghe đi. Ngại gì nữa. Ơ, thằng này kiểu ngại ngùng các bạn. Gặp mình đi vô cái không đàn nữa. What are you doing here? Couldn't sleep. Cậu làm gì đây à? Tớ không just ngủ được. Thinking about stuff. I just think if we see our goodbyes outside of Riverside, then we can at least chúng ta nên nice nói note, lời tạm biệt khi mà rời khỏi hiện trắng. My past interfere. À, tức nghĩa là cái thằng này nó ngại cái việc mà đồng hành cùng với một người các bạn. Tức là nó đã cô đơn một thời gian rất là lâu. Nó đi một mình quen rồi cho nên là nó không quen có bạn. Giờ sao? Làm gì để anh bạn này vui lên nhỉ? Hay có vẻ hơi gọi là tiêu cực. Well, look, cậu làm gì đấy? Say goodbye, then nhìn đi, nếu mà tụi mình nói lời chia tay đây thì ít nhất cũng phải it's chia like tay prom, trong một you know? Điệu nhảy đúng không? Giống như là một cái from gì đó. Hey, get up, come on. Ow, come on. Má, romantic. I don't think we're doing this right. Tôi không nghĩ I là chúng ta làm đúng. Okay, ready? Rồi, cứ nhảy đi, không cần phải đẹp. Oh my god. Ow, what were you stare? Khiêu vũ hả? Hey, I'm gonna miss you. Nào, tớ thực sự là sẽ nhớ cậu đấy. Cậu nên ghét tớ thì đúng hơn. Chắc chắn là không rồi. Cậu là người đặc biệt đối với tớ. Tớ là người duy nhất mà cậu biết mà. Tớ biết cả ngàn người, nhưng mà tớ chắc chắn cậu là người mà tớ yêu thích nhất. Enjoying prom. Rồi. Gặp lại con nhỏ nữ hổ phỉ nữa rồi. Hết. Chị gì đấy? Tao sẽ làm cái điều mà Mia không dám làm. Nhưng mà cái xe nó đã bị hư rồi. That's my ticket out of here. Má, cái thằng con nhỏ này nó dí theo mình để nó tìm sure xe luôn à. No. Give me the keys. Đưa tao cái chìa khóa. À, nó muốn lấy cái xe mà mình mới tìm được đó các bạn. Bây giờ mình sẽ hỏi nó là có chuyện gì xảy ra với Mia. Là cái con nhỏ mà lúc đầu nó không bắn mình đó các bạn. Con nhỏ đi chung với con nhỏ da đen này nè. Mày đã làm gì Mia rồi? Mày không đi với Mia. Có chuyện gì rồi? Mia wasn't strong enough to do. Mia là một người không đủ mạnh mẽ để làm điều này. What did he do? Cô ta đã rời đi. Look, you don't understand. It's a shitty situation. I've lost my home, my friends, everything. Thôi, tao đã mất cả gia đình, bạn của tao, tất cả mọi thứ. Please. Nào, đừng có làm như vậy, đừng có nghĩ ai cũng là người xấu. Thôi. Go on, just run. Run. Chạy đi. Rồi, quái vật tới à? Nocturnal tới vậy.
Come on, quick. Mà sao tôi thấy nó, nó kiểu nó phải là ghê và tôi thấy nó hề. Ted, quick, help me hold the door. Nào giúp tớ chặn cái cửa. Ôi, khóa lại. Tức là con nhỏ da đen này nó với con nhỏ Mia kia là tách ra các bạn. Hai đứa nó không hợp. Nó nói nhỏ kia là quá yếu đuối. Giờ nó dí tới đây để nó cướp xe mình. Nhưng mà rất là xui. Rất là xui là con quái vật lại xuất hiện. Giờ mình cần phải làm gì đây? Wait. Trời. Hoa nè. Hoa nó nhảy từ trên nhảy xuống. Thằng Digo nó chua qua kia luôn rồi. À, mình không nên tạo tiếng để mà nó nghe các bạn. Oh my god. Má. Trời ơi. Nó phóng vô mặt tôi luôn á. À, cái chỗ nào mà có cái vệt trắng á không được đi qua. Ui. Ôi trời ạ. Đạp vô trong mấy cái dũng đó là nó nghe tiếng. Ôi, má miễn mà đưa cái mặt ra là bị sao chơi. Đi qua thiệt là nhanh các bạn. Đi sát cái mép. Đi sát cái mép này là sẽ không bị nè. Má không muốn đụng mấy cái đồ vật. Không muốn đụng. Oh my god. No, đụng mấy cái đồ vật đó là sẽ ra tiếng á. Giờ giờ làm sao để lên trên kia được nhờ? Băng qua bên đó à? Băng thiệt á? Đây. Wow. Chạy. Nào. Ui. Giờ má chạy theo mình đúng không? Ôi. Nó dí theo mẹ. Let's go. May là anh bạn này vẫn đợi tôi à. Má nhìn con này kiểu ish, ghê. À? Quay sẽ là cái chỗ đầu game nữa. Không biết là đi ngang đây có gặp Mia không. Con nhỏ mà nó à, mình chạy qua luôn. Thằng bạn mình ngủ luôn chứ. Cả đêm không chịu ngủ. Bày đặt đi đánh guitar xong rồi bây giờ chịu hết nổi ngủ. Ở đâu kiếm được chiếc xe ngon cực kỳ luôn. Chạy một đoạn khá là xa. Fresco 10 mét. I can't believe we actually made it. Ồ, tớ không thể nào tin là mình làm được rồi. Mình rời khỏi cái thị trấn đó rồi. Tớ nghĩ là chúng ta đã đi được một đoạn xa rồi. Giờ sao tụi mình nên đi tiếp cùng nhau không? Sweet and kind. Mình tớ khá là thích cậu. Vậy cậu có muốn đi cùng tớ không? Có thể gặp chị gì? So there is. Giờ tớ sẽ để cậu dạy tớ lái xe. Well, so you start by turning the key. Nào, vậy thì đầu tiên cậu yeah, cần phải okay then. Bật cái chìa khóa. À. Ok, thanh niên sau một hồi suy nghĩ thì cũng đã thay đổi ý định rồi các bạn. Rồi. Vậy là quyết định đi cùng mình các bạn ơi. Đi cùng nhau. Trời, tôi tưởng đâu là tôi đã fail chứ. Tôi tưởng tôi đã thất bại trong cái việc tìm bạn đồng hành nhưng mà cuối cùng may quá.
Các bạn nhìn nè, mình ở đây nó có rất là nhiều cái ending các bạn. 6 cái ending. Mình đã tới được cái ending thứ hai. Nhưng mà mình thấy là cái ending này nó khá là tốt. Hai đứa này đã về với nhau và có thể là tụi nó có tình cảm với nhau. Hai anh bạn này có tình cảm với nhau các bạn. Yêu nhau. Ok, và đó là tựa game Nocturnals. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video tới đây và các bạn thấy tựa game này như thế nào. Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần comment cho mình biết và nhớ like video nha. Bye bye.